Bây giờ bắt đầu Phương Lê dưỡng da nha chị em. Hôm nay là cái chai nước thần của Phương Lê nè. Cái chai nước dưỡng chất của Phương Lê còn có một tí. Phương Lê sẽ sử dụng nước dưỡng chất. Phương Lê sẽ lau trên mặt của Phương Lê để cho nó cấp ẩm, cấp nước dưỡng chất vào da nè. Đã lắm. Cái nước này là chống lão hóa nha cả nhà. Nước này là nước dưỡng chất, không phải là nước hoa hồng nha. Trời ơi, mọi người hỏi là xài này có xài nước hoa hồng nữa không? Xài này rồi xài nước hoa hồng nữa làm chi trời. Xài này đã lắm, xài nước hoa hồng gì nữa. Đây là cái nước dưỡng chất tinh túy, rất là nhiều tinh chất nó dồn vô cái chai này, mình lau trên mặt của mình. Trời ơi, nó đã lắm chị em ơi nè. Đã lắm chị em ơi, phê lắm. Đã ơi là đã luôn. Đó, chị em thấy không, Phương Lê lao nè. Lao đã lắm luôn. Nó thấm vô cái nước này vô trong da của mình. Nó se khít lỗ chân lông và nó giúp cho cái da của mình, những cái da sạm, da đang bị lão hóa là nó giải quyết. Giải quyết triệt để là da của mình nó là nó hết sạm, hết sần nha chị em. Và mình phải luôn luôn có phải có cái nước này. Thí dụ như chị em nào chưa sử dụng cái nước dưỡng chất này thì phải sử dụng nha.